Tuần lễ văn hóa du lịch 2018 sẽ chính thức diễn ra vào đêm 24 tháng 1 năm 2018 tại khu du lịch văn hóa Phương Nam. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục công trình đã hoàn thành, con đường dẫn khách vào tham quan Nam Phương Linh Tự đã được trang hoàng lộng lẫy với nhiều bức tranh ảnh nghệ thuật bắt mắt được bày trí hai bên đường. Đặc biệt là sân khấu phục vụ cho đêm văn nghệ đặc sắc cũng đang được xúc tiến với tiến độ gấp rút, các khâu cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại phần trang trí các tiểu cảnh. Ngoài các phân khu đặng tộc Nam Phương Linh Từ, nhà bảo tàng Họ Đặng đưa vào khai thác, phục vụ cho khách du lịch đến tham quan chụp ảnh, thì không gian làng quê Nam Bộ cũng đã được đưa vào khai thác, gồm 13 căn nhà lá với kiến trúc đặc trưng của vùng đất Nam Bộ thuở xưa, như nhà sắp đội, nhà đâm chính cây tán hay nhà nọc ngựa cây tán. Bên cạnh đó, tuyến đường DH69 dẫn vào khu du lịch văn hóa Phương Nam cũng đã được đổ đan đưa vào khai thác, xe cộ lưu thông thông thoáng. Hai bên dãy đường còn trồng nhiều hoa kiển đẹp mắt với tâm thế sẵn sàng cho tuần lễ du lịch 2018.